Hello, kính chào tất cả anh em chị em trên đường dây trực tuyến. Chúng ta bắt đầu buổi thờ phượng chiều hôm nay. Tôi mời mỗi người cùng hướng lòng về Chúa trong giây phút này để chúng ta cầu nguyện và mời đón sự hiện diện của Thánh Linh Ngài đến với mỗi chúng ta, mỗi nơi mà chúng ta đang ở và cùng hướng lòng về Chúa trong sự thờ phượng. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài ban cho mỗi chúng con. Cảm ơn Cha đã ban con yêu dấu của Ngài đến để chết chuộc tội lỗi cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã hy sinh lìa bỏ ngôi cao cả của Ngài đến thế gian này. Thầy Chúa, Ngài ở cùng tất cả chúng con. Ngài đã bằng lòng hy sinh để chết chuộc tội cho chúng con. Và Chúa đã sống lại để ban sự cứu rỗi cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay chúng con cùng nhau lại, để Chúa bởi thần linh của Ngài dẫn dắt, chúng con cùng hướng lòng về Chúa trong giây phút này, trong sự thờ phượng buổi chiều hôm nay. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con mời đón Ngài đến tại mỗi nơi, đụng chạm đến mỗi tâm lòng chúng con, để giúp đỡ chúng con hướng trọn tâm trí, tâm lòng, sức lực chúng con về nơi Chúa trong sự thờ phượng buổi chiều hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội được đến trong giây phút này để dâng lời ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ danh của Ngài. Là danh đời đời đáng được ngợi khen và chúc tụng. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là danh lớn hơn hết mọi danh. Là danh khi nghe đến mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều phải quỳ xuống và xưng Ngài là Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài là Chúa của cả vũ trụ này. Ngài là Chúa của cả đời sống chúng con. Ngài là Chúa của tất cả muôn loài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã đến. Cảm ơn Chúa đã chết cho tội lỗi chúng con. Và cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã từ kẻ chết sống lại để giải phóng chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, của sự chết và của quyền lực Satan ma quỷ. Chúng con cảm ơn Chúa trong giây phút này. Để Chúa yêu dấu, xin thần linh của Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục hành động trên mỗi đời sống chúng con, trên mỗi gia đình chúng con, trên dân sự của Ngài, trên con cái Chúa khắp mọi nơi trên thế gian này. Để Chúa xin thiên sứ của Đức Chúa Trời Ngài được sai đến và vây bọc lấy mỗi chúng con, bao phủ và che chở như lời Ngài hứa với chúng con. Những kẻ nào nương náu nơi Chúa, ở nơi kín đáo với Ngài thì sẽ ở dưới sự che phủ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Sự che phủ của Ngài ở trên dân sự của Chúa khắp mọi nơi. Mọi quyền lực của sự tối tăm bị xua đuổi, lánh xa và không đến gần chúng con được. Chúng con cảm ơn Chúa vì đó là lời hứa của Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa, uy quyền của Ngài không hề thay đổi. Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay đến đời đời không thay đổi. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tôn cao danh Chúa đời đời. Để Chúa, mọi sự vinh quang thuộc về Ngài. Mọi sự ngợi khen thuộc về Ngài. Mọi sự tôn quý thuộc về Ngài. Để Chúa yêu dấu. Chúng con mời đón Đức Thánh Linh Ngài cùng đến với chúng con. Đụng chạm đến chúng con trong giây phút này. Tâm trí chúng con, tâm lòng chúng con, Thầy Chúa, để mỗi chúng con được tiếng phán riêng của Chúa đến mỗi đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính chào anh em chị em, tất cả con cái Chúa trên đường dây, trên trực tuyến. Chúng ta cảm ơn Chúa đây một tuần lễ nữa mà chúng ta có cơ hội được học hỏi lời Chúa cũng như thờ phượng thông công với nhau trên đường dây trực tuyến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự sẵn sàng của Ngài. Và như tôi được biết, đây không phải lần đầu tiên mà thế giới trải qua cái tình trạng là các hội thánh của Chúa không được cơ hội nhóm họp với nhau. Lần cuối cùng mà được ghi chép trong lịch sử của loài người đó là trận dịch được gọi là Spanish Flu năm 1917-18.
đó là cơ hội mà cũng ở trong cái tình trạng như thế này. Và lúc đó thì không có mobile phone, không có internet, cho nên tình trạng con cái Chúa lúc đó rất là khó khăn hơn chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái giai đoạn mà chúng ta đang sống ở đây, mặc dù có sự khó khăn ngăn trở đó, nhưng mà Chúa cũng sống sẵn cho chúng ta có cơ hội được thông công với nhau qua internet, qua sự trực tuyến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Thông thường thì thói quen trong hội thánh, mỗi lần khi chúng ta nhóm họp lại thì chúng ta luôn luôn có tiệc thánh, cho nên anh em chị em nào đã sắm sẵn thì cuối giờ chúng ta sẽ có cơ hội dự tiệc thánh với nhau. Và những anh em chị em nào chưa có cơ hội sắm sẵn thì chúng ta chuẩn bị trong những tuần sắp tới, khi chúng ta có cơ hội còn thông công với nhau ít nhất là đến cuối tháng 4 này. Đó là điều mà ít nhất chúng ta biết được. Còn chúng ta cũng nhớ cầu nguyện để Chúa làm công việc của Ngài trên đất này, để cho cơn dịch được qua mau chóng và chúng ta được cơ hội phục hồi lại sự nhóm họp gần gũi nhau hơn, cũng như về vấn đề công ăn việc làm, nền kinh tế không riêng chi nước Mỹ này, khắp nơi trên thế giới bị ảnh hưởng. Đó là điều mà chúng ta luôn luôn nhớ và cầu nguyện. Hôm nay anh em chị em chúng ta có cơ hội sẽ học về lời Chúa. Chúng ta nhớ Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Đó là một cái niềm tin chắc chắn, mạnh mẽ và khẳng định cho chúng ta là những người tin Chúa. Nhớ ông Thánh Phaolô nói với chúng ta như thế này: nếu Chúa Giêsu không sống lại thì ông nói với chúng ta như thế này: hãy ăn đi, hãy uống đi, hãy vui chơi đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết và thế giới này sẽ không có một cơ hội nào và cũng không có ai cứu được chúng ta hết, và chúng ta chắc chắn cũng không thể nào tự cứu mình được. Đó là điều chắc chắn. Nhớ, ở phương Đông chúng ta thường nghe nói con người sinh lão bệnh tử, đó là cái ngục tù nó nhốt con người, không ai thoát được khỏi. Sinh lão bệnh tử là một ngục tù của con người. Trong cái ngục tù đó không ai có thể tự mở cửa ngục và cho mình đi ra và sống trong sự bình an được, và cũng không thể nào phá ngục tường ngục để mà rồi chúng ta đi ra sống trong sự bình an. Bởi vì kẻ vượt ngục là kẻ luôn luôn sống trong sự sợ hãi, cho nên kẻ vượt ngục, phá tường vượt ngục đó là kẻ mà nghĩ rằng mình bởi việc ăn ngay ở lành có thể phá được cái ngục tù này, giải thoát được cái con đường sinh lão bệnh tử, sự chết, để rồi được thoát kiếp. Anh em chị em ơi, kẻ vượt ngục là kẻ luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Kẻ vượt ngục là kẻ sẽ trốn, chui trốn nhủi. Đó là việc trần gian chúng ta nhìn thấy điều đó. Cho nên đối với đời sống tâm linh, nhớ, không có một phương cách nào hết, không có một con đường nào hết, và không có một đấng nào hết có thể đem chúng ta đến sự giải phóng, đến sự cứu rỗi, ngoại trừ một danh duy nhất mà lời của Chúa. Thánh Phêrô đã nói trong Công vụ các sứ đồ là không có danh nào hết và có đấng nào hết ở dưới trời này có thể ban cho con người sự cứu rỗi ngoài danh Giêsu Christ mà thôi. Đó là điều rất là quan trọng. Và nhớ, Chúa Giêsu sống lại chứng minh cho chúng ta một điều: Ngài đã thắng sự chết, Ngài đã thắng quyền lực của Sa-tan, ma quỷ, Ngài đã thắng quyền lực của tội lỗi. Đó là điều khẳng định cho chúng ta, và đó là điều chắc chắn, vì không có một đấng nào, không một con người nào hoàn tất được tất cả những điều mà Thánh Kinh đã nói trước về một đấng cứu thế, đấng cứu chuộc, đấng Mê-si đến thế gian này, đấng Mê-si-a đến thế gian này, ngoại trừ một con người mà chúng ta đã biết 2000 năm trước đây, được sanh ra ở xứ Do Thái, tại làng thành phố Nazareth, ở tại Bethlehem, và lớn lên tại Nazareth, và
Đấng đó có tên là Giê-xu, là một con người duy nhất trong lịch sử con người đã ứng nghiệm tất cả những điều nói về Đấng Mê-si, về dòng dõi, về dân tộc, về nơi sanh, về nơi sống, về những việc làm, về sự chết, về sự sống lại. Chúng ta cảm ơn Chúa tất cả những điều đó đã được hoàn tất ứng nghiệm. Và không có một đấng nào hết, cho nên chúng ta thờ phượng một đấng sống. Đấng sống thì có thể nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đấng sống nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Đấng sống là đấng có thể đến tiếp trợ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta nhớ, đó là đấng mà chúng ta thờ phượng. Ngày hôm nay, tôi với anh em chị em, chúng ta sẽ cùng học một điều được gọi là luật của Thánh Linh, sự sống. Điều đó có thể tìm thấy ở trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma. Đó là thánh thư mà Thánh Phaolô gửi cho hội thánh ở thành Roma. Mà hội thánh Roma đó là hội thánh bây giờ mà chúng ta nhìn thấy, đó là Vatican đó, đó là hội thánh Roma, đó là hội thánh mà Thánh Phaolô, Thánh Phi-e-rơ đã từng đến đó dạy dỗ và thiết lập. Ông Thánh Phaolô viết thơ cho hội thánh Roma, ông nói như thế này ở trong Roma đoạn 8, chúng ta xem câu 2 và câu 11. Câu 2, đây là lời mà được viết lại: vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội và sự chết. Đấy, cái chữ luật pháp, cái chữ pháp nó để vô đó nhiều khi chúng ta làm cho chúng ta hiểu lầm. Nhưng mà nó là một cái luật, cái luật. Tôi đọc cho anh em xem trong một cái bản dịch mà tôi mới nhận được trong tuần trước. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Christ Jesus đã giải phóng anh em khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Đúng nghĩa nó là như vậy. Còn cái chữ pháp đó là cái chữ thừa ra, nó làm cho người ta có thể hiểu lầm. Luật pháp đó là 10 điều răn, không phải như vậy. Cái luật, nó có những cái luật điều hành cuộc sống con người của chúng ta. Cái luật mà Kinh Thánh để lại cho chúng ta đầu tiên đó là luật gieo và gặt, tức là nhân quả. Luật đó không phải được phát minh hoặc được nghĩ đến 2.000, 3.000 năm nay, không. Từ buổi Adam và Eva, Chúa tạo ra họ, Chúa đã nói với Adam và Eva một điều: nếu một mai ngươi ăn thì sự chết sẽ đến. Nên luật nhân quả, nhân là gieo đó, nhân là cái hột đó, quả là nó sinh ra trái, gieo và gặt, đó là luật nhân quả. Luật mà Đức Chúa Trời thiết lập, chứ không phải một vĩ nhân nào trên thế giới sau này thiết lập, không. Hoặc là một giáo chủ nào thiết lập. Chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta là người tin Chúa, mình phải xác định và biết rõ điều đó. Luật nhân quả là ở trong Thánh Kinh, trong sáng thế ký, trong đoạn thứ 3 Đức Chúa Trời, trong đoạn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, khi Chúa thiết lập thế giới vũ trụ này, và Chúa nói với Adam và Eva là ngươi được ở trong cái vườn Eden, cái cây giữa vườn, có cây điều thiện và điều ác, rồi cây sự sống. Nhưng mà cây điều thiện và điều ác thì chớ ăn đến, nếu một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhớ, đó là cái luật. Cái luật đó nó điều hành và nó cai trị con người kể từ lúc mà Adam và Eva phạm tội. Cho nên con người bị cai trị bởi luật của tội và sự chết. Luật đó không ai thoát ra được. Tu luyện không thoát ra được. Ăn ngay ở lành không thoát ra được. Chỉ có một cách duy nhất là có một uy quyền và sức mạnh nào đó đem chúng ta ra khỏi cái luật đó thì chúng ta mới thoát ra được. Tôi cho một thí dụ này. Cái luật này là cái luật mà anh em chị em đã thường nghe nói. Ngoài cái luật về nhân quả, luật về gieo và gặt, thì chúng ta nhớ này, chúng ta ngày hôm nay đứng được ở trên cái trái đất này, nó được kiểm soát, cai trị bởi một cái luật được gọi là luật của vạn vật hấp dẫn. Cái luật đó nhà bác học Isaac, tức là Isaac Newton đã khám phá ra. Không phải ông phát minh, nhưng mà ông khám phá ra.
Vì Đức Chúa Trời đã thiết lập cái luật đó ngay từ buổi ban đầu khi Chúa tạo dựng nên thế giới vũ trụ này. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đứng được trên cái trái đất này, đó là nhờ cái luật đó. Rồi chúng ta thấy ngày hôm nay con người phát minh khoa học, chế tạo ra nào là máy bay, nào là phi thuyền, không gian. Chúng ta thấy máy bay không? Khi máy bay mà nó chạy đó, nó chạy, nó là chạy trên mặt đất. Rồi khi nó chạy đó, nó có cái lực gió đẩy nó. Cho tới một lúc nào đó, cái lực kéo xuống, tức là lực vạn vật hấp dẫn, kéo xuống, và cái lực mà khi nó chạy đẩy nó đi lên được, thì đó là lúc mà nó cất cánh. Cho nên cái máy bay lên khỏi mặt đất được, thì nó phải có một cái lực lớn hơn cái lực mà hút cái sức nặng của nó xuống. Đó là hình ảnh mà chúng ta suy gẫm đến, nhớ. Rồi kế đến chúng ta thấy những cái phi thuyền mà nó bay từ cái trái đất này, nó đi lên không gian, rồi bắt đầu nó quay vòng chung quanh cái trái đất. Mà bây giờ nó muốn đi ra khỏi cái sức hút của trái đất, nó đi sang cái không gian mà không có ảnh hưởng của một cái luật vạn vật hấp dẫn nào. Thì điều đầu tiên là phải có một sức lực nào đó đẩy nó ra khỏi cái vòng quỹ đạo đó. Điều đó chúng ta thấy rất là dễ dàng khi quý vị chạy xe mà đi vòng xuống từ một con đường này qua đường kia. Chúng ta đang chạy 50 mile, chúng ta thấy cái chỗ vòng đó nó nói chỉ có 25 thôi. Nếu mà quý vị chạy 25 thì không sao hết, nhưng mà chạy đến 30, 40 thì cái sức ly tâm, cái sức mà nó kéo chúng ta ra khỏi cái vòng đó, nó sẽ kéo chúng ta ra một cái hố nào đó ở trên con đường. Thì cũng giống như vậy, cái sức mà nó đẩy cái phi thuyền không gian nó đi ra khỏi cũng như thế. Anh em chị em, để chúng ta hiểu được cái luật của Thánh Linh và sự sống, đó là cái luật mà con người chúng ta bị cai trị, luật gieo và gặt, rồi cái luật vạn vật hấp dẫn. Chúng ta chỉ thoát ra khỏi cái luật vạn vật hấp dẫn khi có một cái lực nào kéo chúng ta. Rồi chúng ta chỉ thoát ra khỏi luật gieo và gặt, tức là tội và sự chết, khi có một cái quyền lực lớn lao ở bên ngoài kéo chúng ta ra. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng từ trời đến, Ngài là đấng duy nhất ở ngoài cái thế giới của loài người, đi vào cái thế giới loài người, và Ngài là đấng duy nhất có quyền đem con người ra khỏi cái sự cai trị của luật sự chết và tội lỗi. Đức Chúa Giêsu chết và sống lại. Sự sống lại của Ngài nói cho chúng ta biết một điều gì? Ngài đã phá vỡ cái quyền của tội lỗi, và Ngài đã phá vỡ cái quyền của sự chết, để nó không còn có thể cai trị chúng ta nữa nếu chúng ta ở trong cái luật của Thánh Linh và sự sống mà Ngài ban cho chúng ta, cũng như chúng ta ở trong cái sức mạnh mà Chúa ban cho, cũng giống như cái phi thuyền nó được, cái máy bay nó cất cánh lên vậy. Thì cái sức mạnh của Chúa ban cho, mà sức mạnh của Chúa đó là Thần Linh của Đức Chúa Trời. Vì vậy khi Chúa nói với các môn đồ ở tại thành Jerusalem chờ đợi Đức Thánh Linh đến, và Đức Thánh Linh ban cho cái quyền, cái chữ quyền đó trong tiếng Hy Lạp là dunamis, tức là sức mạnh. Chỉ có sức mạnh của Thần Linh Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã làm công việc đó rồi, còn phần chúng ta, Ngài đã thắng rồi, còn phần chúng ta chỉ thắng được khi nào chúng ta có uy quyền của Thần Linh Đức Chúa Trời, chúng ta mới thắng được luật của tội lỗi và luật của sự chết. Điều này rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta đối diện với cái dịch này, đó là quyền của sự chết, nó đang tìm cách tấn công con cái loài người. Nhưng mà nhớ, chúng ta là người tin Chúa. Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta sự đắc thắng quyền của sự chết và tội lỗi. Và một điều mà tôi muốn nhắc lại anh em chị em nhớ, sở dĩ luật của tội lỗi và sự chết cai trị chúng ta được ngày hôm nay là vì sao? Là vì Adam Eva đã đặt mình dưới cái quyền đó bằng sự không vâng lời Chúa, bằng sự làm nghịch lại với lời Chúa, bằng việc mà họ đã nghe theo sự cám dỗ của ma quỷ, và sự ham muốn lòng kiêu ngạo của họ đã dẫn dắt họ đến điều đó. Và luật của tội lỗi và sự chết, đó là cơ nghiệp, đó là tài sản
mà Adam, Eva để lại cho cả nhân loại này, tôi, quý vị, người tin Chúa, người không tin Chúa, đều ở trong sự cai trị đó. Với một điều khác biệt là người tin Chúa, Chúa sắm sẵn cho chúng ta cái quyền, cái sức mạnh để thoát ra khỏi cái sự cai trị của quyền, tội lỗi và sự chết. Nhưng mà muốn thoát ra thì phải ở dưới sự cai trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời, Thánh Linh của sự sống. Adam Eva để cơ nghiệp đó lại, còn kẻ mà quản lý cái quyền đó, coi chừng chúng ta, giữ chúng ta và buộc chúng ta ở trong cái quyền đó là Satan, ma quỷ. Tại vì kẻ đó là kẻ mà đã đem Adam Eva đến cái chỗ mà họ trao cái quyền mà Chúa ban cho họ để quản trị mọi loài cho nó. Và ngay cả khi họ phạm tội rồi thì cái quyền tội lỗi, bởi nó quản lý, đã cai trị con cái loài người cho đến ngày hôm nay. Đối với những người tin Chúa, được sắm sẵn một uy quyền, một cơ hội để thoát ra. Còn đối với những người chưa tin Chúa thì họ không thể nào thoát ra khỏi cái sự cai trị của tội lỗi, cái cai trị của sự chết. Đó là điều mà chúng ta thấy lời của Chúa để lại. Kể đến Đức Chúa Jesus Christ và sống lại, như chúng ta đã biết, Ngài chết. Chúng ta nhớ trong 3 ngày mà Đức Chúa Jesus chết đó, Kinh Thánh nói là sao? Ngài đi xuống âm phủ, tức là nơi người chết ở. Ngài làm gì ở đó? Thứ nhất, Ngài công bố sự cứu chuộc và sự phán xét cho những con người phạm tội trước thời kỳ Noe. Đó là lời Kinh Thánh nói trong Phi-e-rơ. Và rồi Chúa làm một việc nữa là Ngài lấy lại, Ngài phá hủy cái quyền cai trị của sự chết. Tôi muốn đọc cho quý vị ở trong Hebrew. Chúng ta đã nghe điều này hôm mà chúng ta nói về sự sống lại của Chúa. Trong Hebrew đoạn 2, vậy thì con cái, câu 14, vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Kể từ khi Adam và Eva phạm tội, nó cầm cái quyền của sự chết, tội lỗi và sự chết trên con cái loài người. Chúa Giêsu làm công việc khi Ngài đi xuống đó, Ngài phá hủy. Và trong Khải Huyền nói là Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ ở trong tay Ngài. Tức là Chúa phá hủy và Chúa lấy lại cái chìa khóa đó ở trong tay nó. Tức là nó không còn quyền để khóa chúng ta trong ngục tù của sự chết và tội lỗi nữa. Phần chúng ta phải biết đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta phải trang bị để mà đi ra, để mà đón nhận sự đắc thắng mà Chúa dành để cho tôi và quý vị qua sự chết của Ngài. Câu tiếp theo 15, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Đó, cái luật, cái sự cai trị của nó, của sự chết và tôi mọi, sự chết và tội lỗi là ở cái chỗ đó. Thì chúng ta thấy, nhớ là Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Trong sự chết của Ngài, Ngài làm một công việc hủy phá kẻ cầm quyền sự chết. Đương nhiên khi Ngài hủy phá kẻ cầm quyền sự chết, tức là Ngài cũng hủy phá cái quyền lực của tội lỗi. Bởi vì tội lỗi đem đến sự chết, tức là gieo gặt. Mà chúng ta biết Chúa phá hủy cái định luật đó trong đời sống của chúng ta, trong đời sống của những người tiếp nhận Chúa Giêsu. Vì Ngài là đấng đắc thắng, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng. Giống như Chúa hứa cho dân Do Thái đó, Chúa nói sự Canaan thuộc về các ngươi, nhưng mà Chúa cho họ rồi đó, Chúa sắm sẵn cho họ mọi phương tiện, Chúa làm phép lạ cho họ đi vào, nhưng mà họ chỉ có thể chiếm ngự được cả xứ Canaan khi họ làm công việc gì? Đến chiếm lấy và đuổi kẻ thù nghịch đi ra khỏi cái nơi mà nó còn trú đóng. Đó là phần tôi và quý vị phải làm trong đời sống của chúng ta. Lấy lại quyền cai trị của tội lỗi và sự chết, đó là công việc Đức Chúa Giêsu làm trong những ngày mà Ngài chết, trong 3 ngày. Rồi khi Ngài sống lại, Ngài phá vỡ cái quyền, cái sự cai trị của tội lỗi và sự chết trên cái thế giới này,
trên con cái loài người, trên tất cả mọi loài. Nhưng mà ngày hôm nay tôi và quý vị cũng như mọi loài chưa kinh nghiệm được hết, là vì khi con người phạm tội, Chúa đã có cái thời gian định cho phải trở về mặt đất của con người rồi. Nhưng mà Ngài sẽ phục hồi một cách toàn vẹn khi Chúa Giêsu trở lại thế giới này lần thứ hai. Rồi phần chúng ta, Chúa đã phá vỡ rồi, Chúa lấy lại cái quyền đó rồi, chúng ta phải tiếp thu cái thành quả mà Chúa đã làm mỗi ngày. Mỗi ngày. Tại vì sao? Ngày hôm nay tôi tin Chúa, nhưng mà chưa phải mọi người xung quanh tôi đã tin Chúa. Quý vị tin Chúa, nhưng mà chưa phải mọi người xung quanh chúng ta tin Chúa. Thế thì những người xung quanh chưa tin Chúa, tức là quyền cai trị của tội lỗi và sự chết vẫn còn trên họ, tức là thế lực của ma quỷ vẫn còn làm việc trên đời sống của họ. Và rồi đôi lúc chúng ta là người con cái Chúa, còn những yếu đuối, còn những điều mà chúng ta chưa đắc thắng được, thì kẻ thù nghịch nó vẫn còn có thể hành xử ảnh hưởng trên đời sống chúng ta được. Cho nên chúng ta phải làm công việc tiếp thu mỗi ngày, tiếp thu cái thành quả mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, đó là Ngài phá vỡ quyền của tội lỗi và sự chết. Chúng ta tiếp thu thành quả đó bằng cách như thế nào? Lời Chúa nuôi dưỡng cái đức tin của chúng ta. Tại vì Chúa nói là Chúa đã phá vỡ rồi, chúng ta phải tin điều đó. Mà làm sao chúng ta tin được? Chỉ có lời Chúa thôi. Quý vị ơi, chúng ta nghe tin tức thế gian này không ban cho chúng ta thêm đức tin, mà chỉ làm cho chúng ta rúng động thôi. Tôi không nói với điều này không phải là khuyến khích quý vị đừng có xem tin tức chi hết, nhưng mà nhớ đừng bao giờ để cho nó chiếm ngự tâm hồn chúng ta. Bởi vậy ông, bởi vậy lời Chúa trong trong ngôn nói như thế nào? Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con. Ngày nào sự sợ hãi nó chiếm ngự tâm hồn chúng ta, thì ngày đó đức tin không còn chỗ để trưởng thành nữa. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên lời Chúa phải có, lời Chúa phải có nhiều hơn những gì mà chúng ta thu lượm, nghe được, nhìn thấy ở thế gian này. Bởi vì thế gian này chỉ có cái gì? Có sự sợ hãi, có sự tuyệt vọng, có sự tham lam, có sự chết, có sự kiêu ngạo, có sự bế tắc. Đó là công việc của thế gian. Anh em chị em ơi, cái điều đó nó ảnh hưởng trên mọi phương diện. Văn học, nghệ thuật, văn chương, tất cả. Ngay cả khoa học cũng thế thôi. Chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến âm nhạc. Bây giờ tôi nói đến âm nhạc thôi. Nếu quyền năng của Chúa, lời của Chúa, thánh linh của Chúa ảnh hưởng đến âm nhạc, thì chúng ta thấy có những lời nhạc ca ngợi, chúc tụng, ngợi khen Chúa, đem sự bình an, hy vọng đến cho con người. Còn nếu con người không thôi, không nói đến quyền lực của ma quỷ, thì con người làm gì? Sợ hãi, tuyệt vọng, bế tắc. Nó được diễn tả qua lời âm nhạc, nghệ thuật, văn học, đủ thứ hết. Và cho nên chúng ta đừng coi thường những gì chúng ta nhìn, chúng ta nghe. Rồi nếu mà thế giới tối tăm nó ảnh hưởng đến âm nhạc, thì nói đến gì? Sự giết, sự chiến tranh, sự thù hận và sự chối bỏ Đức Chúa Trời bày tỏ qua âm nhạc. Cho nên anh em chị em, chúng ta chỉ tiếp thu được thành quả mà Chúa đã làm cho riêng mình, là mỗi ngày phải nuôi dưỡng đời sống đức tin chúng ta, tin lời của Chúa, tin lời hứa của Chúa là Chúa đã phá cái quyền cai trị đó trên đời sống chúng ta rồi. Phần chúng ta tiếp thu nó mỗi ngày bằng lời của Chúa để đức tin lớn lên. Mà khi đức tin lớn lên thì chúng ta mới thấy được công việc của Chúa làm. Rồi không những vậy, Chúa có lời Ngài để nuôi dưỡng chúng ta, rồi Ngài ban thánh linh của Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta nữa. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh chúng ta được biến đổi. Đó là lời của Chúa ở trong sách Tít nói rằng Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta mỗi ngày, sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Rồi bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Mà muốn bước theo thì phải có thì giờ trong sự tương giao với Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa, thì chúng ta mới đi theo được. Chúa đi trước, chúng ta đi theo. Chúa Giêsu ngày hôm nay để công tác đó lại cho Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời này mỗi ngày. Rồi không những đi theo Đức Thánh Linh nữa, nhưng mà phải để cho Đức Thánh Linh cai quản đời sống của mình, thì chúng ta mới tiếp thu được thực sự cái thành quả mà Chúa đã
đã thắng qua sự sống lại của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Luật của Thánh Linh và sự sống mà Thánh Phaolô nói ở trong Roma đoạn 8 câu 2 này được thiết lập trong mỗi đời sống tôi với anh em chị em qua đức tin chúng ta nơi lời Chúa. Cho nên phần tôi và quý vị phải có lời Chúa mỗi ngày. Không có cách nào khác hơn được quý vị. Không có cách nào khác hơn. Mỗi người phải làm công việc đó cho mình. Tôi không đọc lời Chúa được cho quý vị. Ngày hôm nay chỉ là những điều mà nói ra để khích lệ cho quý vị, làm riêng cho quý vị thôi. Đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, tin lời Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu khi Ngài nói với các môn đồ như thế nào, Chúa nói ai đến cùng ta thì không đói, ai tin ta thì không khát. Đến cùng ta là đến gì? Đến cùng lời, đến với Chúa, không đói. Tin lời Chúa thì không khát. Rồi trong sự tương giao, cầu nguyện bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ, thì đó là hơi thở của chúng ta để chúng ta có sự sống. Con người xác thịt này này cần ba điều đó thôi: ăn, uống và thở sống. Quần áo đó là cái hoa lá cành mà con người có ngày hôm nay thôi. Chứ những người sống ở trong rừng rú, họ không cần cái đó, họ vẫn sống. Nhưng mà ăn, uống và thở đó là điều phải có cho đời sống chúng ta. Đời sống thuộc linh cũng thế. Ăn, uống và thở. Ăn cái gì là đến với Chúa. Uống cái gì? Tin cái lời của Chúa. Và hơi thở của chúng ta là sự tương giao của chúng ta với Chúa qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là cơ hội để chúng ta được sống, được sinh tồn. Giống như cái cây vậy đó. Cái cây nếu mà trồng xuống, không nuôi dưỡng nó bằng thức ăn và không đổ nước vào để cho nó uống và hơi thở của nó phải có thì nó mới lớn lên. Khi nó lớn lên rồi thì điều chắc chắn, nếu là một loại cây có hoa trái thì chắc chắn nó sẽ sinh ra hoa trái. Kết quả, anh em chị em, đời sống chúng ta cũng thế. Kết quả của chúng ta trong sự ăn, sự uống và sự tương giao với Chúa là gì? Là đức tin lớn lên. Và đức tin lớn lên là chúng ta sẽ kinh nghiệm, tiếp thu được thành quả mà Đức Chúa Giêsu đã làm qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Đó là hủy phá cái quyền cai trị của tội lỗi và sự chết trên đời sống chúng ta. Rồi khi Đức Thánh Linh đến, Ngài cũng sẽ giúp. Luật của Thánh Linh thì phải có Thánh Linh. Đức Thánh Linh đến, Ngài ban những ân tứ qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Một trong những ân tứ mà Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta đó là đức tin. Đức tin chúng ta sẽ kinh nghiệm. Không có đức tin, không có kinh nghiệm. Đó, chúng ta có thể học lời Chúa thuộc lòng, chúng ta có thể trả bài, chúng ta có thể thi được phần thưởng hạng nhất, hạng nhì, vân vân. Nhưng mà không có đức tin thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm. Cho nên một ân tứ của Đức Thánh Linh được viết trong một Côrintô đoạn 12. Một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh đó là đức tin. Đức tin siêu nhiên, đức tin qua lời Chúa. Tin mà khi mọi người khác không thể tin, đó là đức tin chúng ta cần có để mình mới kinh nghiệm được, mình mới đắc thắng được và mình mới tiếp thu được tất cả những điều gì mà Chúa dành để cho chúng ta qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Rồi ở trong Roma đoạn 8 câu 11 còn nói đến một điều rất là đặc biệt. Nếu linh của Ngài, tôi muốn đọc cái bản mà chúng ta thường nghe trước. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em. Đó, cái điều quan trọng là Đức Thánh Linh phải ở trong chúng ta. Cho nên khi tin Đức Chúa Giêsu, khi được báp têm bằng Đức Thánh Linh, đó là lúc mà hoàn tất cái công việc Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, ở trên chúng ta. Rồi nếu chúng ta họp lại trong một hội chúng thì Ngài ở giữa chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta mời đón Ngài đến, chúng ta phải tin điều đó. Anh em chị em, chúng ta không phải chỉ nói suông là mời Ngài đến mà chúng ta không tin rằng Chúa có sự hiện diện ở giữa vòng chúng ta. Đó là điều rất là quan trọng. Ở đây nói đến là nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Trong tiếng Anh được gọi là quicken, tức là
Quicken có nghĩa là gì? Làm cho trỗi dậy, làm cho phục hồi lại. Anh em chị em, đó là luật của Thánh Linh, luật của sự chết và tội lỗi đem đến sự chết, luật của Thánh Linh sự sống đem đến sự sống đời này và đời sau. Nó về vấn đề thuộc linh, về vấn đề tâm linh, nhưng mà về vấn đề tâm hồn, Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta mỗi ngày, thay đổi con người chúng ta tâm tính mỗi ngày qua lời của Chúa, qua việc làm của Thánh Linh. Rồi cái thân thể này Đức Thánh Linh cũng có thể làm cho nó trỗi dậy, cho nó tươi tỉnh, cho nó thoát khỏi cái sự mệt mỏi, yếu đuối, chứ không phải không? Đó là điều mà rất là quan trọng. Thế nên anh em chị em ơi, chúng ta đặt câu hỏi với mình, chúng ta có tin rằng chúng ta không còn bị cai trị bởi quyền của tội lỗi và sự chết hay không? Và chúng ta có tin rằng chúng ta ngày hôm nay được cai trị bởi cái luật được gọi là Thánh Linh của sự sống của Chúa hay không? Đó là điều mà rất quan trọng cho tôi và quý vị. Để rồi chúng ta sống mỗi ngày kinh nghiệm cái sự cai trị, cái ảnh hưởng của cái luật đó. Tại vì giống như luật về vạn vật hấp dẫn đó, nó ảnh hưởng chúng ta đến mỗi ngày. Đó. Không có một ngày nào, không một cái giây phút nào mà chúng ta không bị ở dưới ảnh hưởng của nó. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng nhớ, Chúa muốn tôi và quý vị ở dưới ảnh hưởng của luật Thánh Linh và sự sống mỗi ngày. Để khi chúng ta đối diện với mọi sự khó khăn, cái luật của sự chết và tội lỗi nó không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Tại vì xung quanh chúng ta có những người chưa biết đến Chúa, và cái thế giới mà chúng ta đang sống đây vẫn còn chưa được phục hồi một cách toàn vẹn khỏi cái quyền của Satan, ma quỷ. Cho nên cái ảnh hưởng của quyền về tội lỗi và sự chết nó tìm cách luôn luôn tấn công vào, ảnh hưởng vào phần chúng ta phải có lời Chúa, phải tin vào lời Chúa. Để rồi chúng ta trưởng thành tới một lúc luật của sự Thánh Linh và sự sống cai trị chúng ta một cách hoàn toàn. Để rồi mình kinh nghiệm cái điều đó hàng ngày trong công việc hàng ngày, ngay cả kinh nghiệm đến cái ảnh hưởng của bệnh dịch và tất cả những cái gì mà chúng ta đối diện trong cuộc đời trần thế này, công ăn việc làm, bất cứ mọi thứ Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều đó. Anh em chị em, Chúa muốn chúng ta đó. Còn mình phải hỏi mình có muốn không, hay là mình chỉ muốn sống nửa này nửa kia thôi? Đó là quyền của mỗi người. Nếu mà chúng ta muốn sống thực sự để kinh nghiệm cái quyền của Thánh Linh và sự sống, anh em chị em ơi, chỉ có một con đường duy nhất thôi, có lời Chúa, tin lời Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh và sự đầy dẫy, bước theo Thánh Linh để cho Thánh Linh hướng dẫn đời sống chúng ta. Để rồi chúng ta mới tiếp thu được tất cả những chiến lợi phẩm, nói đó, chiến lợi phẩm mà Chúa đã sắm sắp cho chúng ta. Đó là bẻ gãy được sự cai trị của tội lỗi và sự chết trên đời sống chúng ta. Anh em chị em ơi, bệnh tật đến với con người, đó là một phần của cái luật sự chết nó còn ảnh hưởng. Sở dĩ tôi và quý vị ngày hôm nay tin Chúa mà chúng ta còn trở về bụi đất, tại vì Chúa nói Chúa chưa thay đổi cái luật về xác thịt, chúng ta phải trở về bụi đất. Nhưng trong khi chờ đợi để chúng ta kinh nghiệm sự sống đời đời về thân xác, Chúa ban cho chúng ta sự chữa lành, Chúa ban cho chúng ta những dấu kỳ sự lạ. Thì chỉ có khi nào chúng ta bước đi trong đức tin nơi luật của Thánh Linh và sự sống thì chúng ta mới kinh nghiệm. Những giây phút nào chúng ta bước đi thì chúng ta kinh nghiệm. Những giây phút nào chúng ta không bước đi theo, chúng ta sẽ không kinh nghiệm. Mà Chúa muốn tôi và quý vị mỗi ngày chúng ta còn lại ở thế gian này, chúng ta kinh nghiệm cho đến khi chúng ta mãn phần mình ở trên cái trái đất này, chúng ta trở về với Chúa, chúng ta chờ đợi sự phục hồi toàn vẹn khi Chúa Giêsu trở lại. Đó là điều rất là cần thiết và quan trọng cho chúng ta, ban sự sống cho thân thể, phục hồi và tái tạo. Ở trong cái Roma đoạn 8 câu 11 mà tôi muốn đọc lại cho anh em chị em, những người nào mà coi muốn coi trong tiếng Anh ấy, thì đây là một cái bản dịch mà tôi đọc. Câu 11: But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwell in you, tức là ở trong chúng ta, he dwell in you, he
who raised Christ Jesus from death will also give life, đó, ban sự sống, to your mortal body, tức là ban sự sống cho cái thân thể này nè, thân thể hay chết này nè, đó, thân thể hay chết này nè, tức là cũng cùng một thánh linh đã khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Ngài cũng muốn ban cho chúng ta sự sống, sự phục hồi, sự tái tạo cho cái thân thể hay chết này. Through His Spirit who indwell in you, tức là qua thánh linh của Đức Chúa Trời, tức là thánh linh của sự sống ở trong chúng ta kể từ ngày chúng ta tin Chúa Giêsu. Anh em chị em ơi, lời Chúa nói như vậy đó, nhưng mà có ai kinh nghiệm chưa? Có ai kinh nghiệm? Có ai kinh nghiệm là Chúa ban sự sống cho cái thân thể hay chết này chưa? Anh em chị em, năm nay chúng ta đối diện với cơn dịch Corona, thì chúng ta thấy đương nhiên con cái Chúa, những người chưa bao giờ cầu nguyện chạy đến với Chúa cầu nguyện. Nhưng mà anh em chị em, tôi muốn kể cho quý vị một cái câu chuyện. Đây là cái câu chuyện mà nếu mà ai muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể lên online, chúng ta đánh cái tên một cái người, một nhà truyền giáo có cái tên là John G. Lake. Đây là cái giai đoạn mà thế giới đi qua một cái cơn dịch nó gọi là bubonic plague. Thì ông là một người truyền giáo ở tại Mỹ này. Ông kinh nghiệm Chúa làm những sự lạ kỳ, sự chữa lành trong cuộc đời của ông. Rồi ông đi truyền giáo nhiều nơi, nhưng mà đến Phi Châu, ông ở Phi Châu. Thì cái thời gian mà ông ở Phi Châu ông đi truyền giáo đó, cái cơn dịch nó cũng đến đó. Mà ông với một người cùng đi truyền giáo với ông, thì họ thuật lại cái câu chuyện. Câu chuyện đó được viết như thế này: bởi vì chúng tôi liên lạc hoặc là tiếp xúc với linh của sự sống, tức là cái chỗ mà tôi muốn đọc cho quý vị trong Roma đoạn 8 câu 2 đó. Tôi, tức là ông John G. Lake ông nói, và Little Dutch Fellow, tức là một người Hòa Lan, người nhỏ đó, cùng đi với tôi. Chôn rất nhiều người đã chết trong cái cơn dịch này, và chúng tôi đi vào nhà của họ và đem xác của họ ra, đào lỗ và chôn. Đôi lúc có khi phải chôn 3 hoặc 4 người trong một cái lỗ huyệt. Và cái câu ông này ông viết, ông thuật lại đó, tiếng Anh là we never took the disease. Cái câu hỏi là tại sao, và cái câu trả lời của ông là vì chúng tôi biết được cái định luật của thánh linh và sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ, và định luật đó tôi tin, và định luật đó hành động trong đời sống chúng tôi và bảo vệ chúng tôi. Rồi lúc bấy giờ thì xứ Nam Phi đó là nó còn ở dưới thuộc lệ của người Anh, thì chính phủ người Anh họ gửi một phái đoàn bác sĩ đến để mà giúp đỡ những người này. Thì một cái đoàn bác sĩ này thì có một người bác sĩ đến và được sai đến với chúng tôi và nói rằng chúng tôi dùng cái phương tiện gì bảo vệ chúng tôi, tức là ông với một người nữa, trong cái cơn dịch này. Và cái đoàn bác sĩ đó họ cũng có những cái đồ để mà bảo vệ họ. Và đây là điều mà họ nói: chúng tôi tiếp tục phục vụ những người mà đau ốm, rồi những người chết, chôn họ. Nhưng mà mấy người bác sĩ đó nói rằng chắc có lẽ quý vị có những điều gì bí mật, phải không? Thì ông hỏi là cái điều bí mật đó là gì? Thì lúc bây giờ John G. Lake mới trả lời là: anh ơi, đó là luật của Thánh Linh và sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ. I believe, tức là tôi tin, that just as long as I keep my soul in contact with the living God, tức là cái tâm hồn của chúng ta này, đương nhiên tâm linh của chúng ta là đã liên lạc với Chúa rồi, cái phần mà nó ngăn trở tôi và quý vị là cái phần tâm hồn, tức là cảm xúc của chúng ta, vui buồn hờn giận cay đắng tham lam, nó nằm ở trong cái phần đó. Rồi trí tuệ, chúng ta học nhiều quá, tâm trí chúng ta không cho phép chúng ta tin Chúa một cách trọn vẹn nếu mà chúng ta không có một tấm lòng đơn sơ. Rồi ý chí của chúng ta, có những con người nhút nhát, con người sợ cứng lòng, những cái đó là nó ngăn trở chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải trở nên như con trẻ, chúng ta không phải trở nên như một người không biết chi hết, nhưng mà đơn sơ như con trẻ, để chúng ta đón nhận lời Chúa.
chúng ta mới kinh nghiệm được. Thì đây là cái điều mà ông nói, chúng tôi tin điều đó. Và cái tâm hồn chúng tôi, cái hồn của chúng tôi, linh hồn của chúng tôi đã nối kết với Đức Chúa Trời hàng sống qua thần linh của sự sống của Ngài. Và thần linh đó từ tâm linh tuôn chảy qua tâm hồn chúng tôi, rồi nó đụng chạm đến thân thể chúng tôi. Cho nên không có một vi trùng nào mà nó dính vào thân thể chúng tôi được, vì Chúa thần linh của sự sống đã giết nó. Rồi đây là một cái điều mà rất là đặc biệt ông thuật lại. Anh em, chị em ơi, rất là đặc biệt. Ông nói là nếu mà quý vị không nghĩ rằng đó là điều bảo vệ chúng tôi tốt nhất thì quý vị hãy làm cái điều này. Ông nói là bây giờ có những người chết á, quý vị hãy đúng là coi như là giống như bây giờ người ta làm autopsy đó, lấy một cái phần của cái thân thể của họ, nhất là cái phổi, nó cũng ảnh hưởng đến cái phổi lúc bây giờ của một người sau khi chết. Rồi quý vị để cái miếng phổi đó, sau khi người ta mới chết, chứ chết lâu rồi thì vi trùng nó ở trong nó cũng chết rồi, mới chết. Để cái miếng phổi mà quý vị lấy từ trong cái thân thể của người chết đó, để dưới kính hiển vi đi. Rồi quý vị xem coi có thấy cái vi trùng nó còn sống hay không. Đó thì, và sau khi họ làm điều đó thì họ thấy rằng những vi trùng nó còn sống trong cái phần đó. Rồi ông nói rằng quý vị cũng lấy từ trong cái thân thể của người mới chết đó. Bây giờ quý vị để trên tay của tôi đi. Rồi quý vị để dưới kính hiển vi coi quý vị có thấy con vi trùng nào còn sống không. Thì anh em chị em ơi, cái câu chuyện đó được thuật lại là không có một con vi trùng nào còn sống khi mà bỏ tất cả cái phổi của người đã chết, mới chết ở trong cái bàn tay của ông. Đó là cái kinh nghiệm của một người đã bước đi với cái sự cai trị thực sự của cái luật thánh linh và sự sống. Xin Chúa cho tôi và quý vị, đây là điều mà không phải ai cũng có cái đức tin như thế này. Nhưng mà đó là mục đích của tôi và quý vị trong cuộc đời này. Ngày nào chúng ta còn sống, đó là mục đích chúng ta đi đến, để luật về thánh linh và sự sống của Đức Chúa Jesus Christ cai trị, ảnh hưởng đời sống chúng ta một cách toàn vẹn. Không phải lâu lâu mới có, nhưng mỗi ngày. Anh em chị em, đây là kinh nghiệm của một người rất là đặc biệt. Và John G. Lake, sau cái cuộc hành trình truyền giáo của ông bao nhiêu năm ở Nam Phi đó, ông trở về nước Mỹ này. Ông ở một cái nơi ở phía Bắc ở nước Mỹ này, đó là một cái thành phố ở Oregon. Mà nơi đó họ nói là nơi đó, cái thành phố đó trong một thời gian rất ngắn kinh nghiệm hơn, ghi lại cả 100,000 sự chữa lành trong cái mục vụ của ông ở tại cái thành phố đó trong cuối đời của ông. Đó là một điều rất là đặc biệt cho anh em chị em. Và ngày năm hôm nay đó, những nơi mà còn tin vào quyền năng của Thánh Linh đó, họ thiết lập một cái nơi mà gọi là Healing Room. Đó là cái mẫu mà John G. Lake đã thiết lập. Không những vậy mà còn có những người khác bước đi với Chúa, kinh nghiệm. Nhưng hôm nay với cái thời giờ giới hạn, tôi kể cho anh em chị em cái câu chuyện đó. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông John G. Lake, John G. Lake, Lake là cái hồ đó, John G. Lake, đó là một nhà truyền giáo rất là đặc biệt và kinh nghiệm những điều gì qua cái câu kinh thánh này, và để lại cho chúng ta những cái thí dụ rất là đặc biệt. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị để chúng ta đặt mục tiêu, đó là mục tiêu bước đi với Chúa trong sự hướng dẫn của Thánh Linh, để chúng ta mỗi ngày kinh nghiệm, và nhất là trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đối diện với cái dịch lệ này, đó là cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta tôi luyện cái đức tin, tiến lên và tin và công bố. Nhớ nha, cái luật của Chúa rất là đặc biệt. Ông Phaolô nói, tôi tin cho nên tôi nói, rất là đặc biệt. Nói tức là công bố, tôi sẽ sống để ca ngợi Đức Chúa Trời. Ví dụ đó, nếu chúng ta tin lời đó trong sự chữa lành, rồi nếu chúng ta tin là đòn mà Chúa Giêsu đã chịu đem chúng ta sự chữa lành, thì chúng ta cũng công bố điều đó. Có thể chúng ta chưa thấy liền, nhưng mà anh em chị em ơi, nếu chúng ta phải ra đi
Nếu đó là thời điểm mà chúng ta hoàn tất số ngày mà Chúa định cho chúng ta ở trên đất này, thì chúng ta phải đi. Còn nếu đó là cái thời điểm mà số ngày của chúng ta chưa hoàn tất, thì nhớ lời Chúa, đó là lời nói cuối cùng, chứ không phải cơn bệnh của chúng ta đối diện, đó là lời công bố cuối cùng. Không phải hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đối diện, đó là lời công bố cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng lời Chúa, đó là lời cuối cùng cho mỗi hoàn cảnh, cho mỗi cuộc đời, cho mỗi sự khó khăn mà chúng ta đối diện. Chẳng hạn, ngày hôm nay chúng ta thấy con cái của mình nó như thế này đó, hoặc là nó ở cái hoàn cảnh như thế này đó. Nhưng mà anh em chị em ơi, đó chưa phải là lời phán cuối cùng cho cuộc đời của nó. Chúa là đấng biết sự cuối cùng của con người. Ngài là đấng có lời phán cuối cùng cho cuộc đời của nó, cho cuộc đời của quý vị, cho cuộc đời của tôi, cho hoàn cảnh của mỗi người. Mặc dù chúng ta nhìn thấy nó rất là bi quan, nhìn thấy là tuyệt vọng, nhưng mà nhớ, Chúa là đấng có lời phán cuối cùng cho chúng ta, không phải cái hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh có thể thay đổi, con người ở xung quanh chúng ta có thể thay đổi, và chính mình cũng có thay đổi ngày mai nữa. Nhưng mà Chúa không thay đổi. Lời phán của Ngài có giá trị. Vì vậy, tôi khích lệ quý vị trau dồi lời Chúa, tìm kiếm sự đầy dẫy thần linh của Đức Chúa Trời, khao khát sự hiện diện của thần linh, vì Đức Thánh Linh được ban đến để giúp đỡ chúng ta. Thế rồi mình mới có thể tiếp thu được thành quả mà Chúa Giêsu đã hoàn tất cho chúng ta, giống như dân Do Thái đi vào tiếp thu cái đất mà Chúa hứa cho họ mà thôi. Anh em chị em, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ đi vào phần chúng ta dự tiệc thánh. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, vì lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu đến hồn linh cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng và ý định ở trong lòng chúng con. Lạy Chúa, điều gì còn lại, điều gì còn ngăn trở, lạy Chúa, cho mỗi chúng con nhận biết điều đó, và cho chúng con sẵn sàng lòng dứt bỏ những điều còn ngăn trở ở trong mỗi đời sống chúng con, để chúng con bước đi với Ngài, để chúng con đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh của Ngài, ở dưới luật của Thánh Linh và sự sống một cách toàn vẹn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa yêu dấu đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa ở cùng anh em chị em chúng con, gìn giữ bao phủ và che chở tất cả chúng con, như lời Ngài hứa, kẻ ở nơi kín đáo sẽ ở dưới bóng của đấng toàn năng. Lạy Chúa, xin sự che phủ Ngài, che phủ mỗi cá nhân chúng con, mỗi gia đình chúng con, cả dân sự của Chúa trong hội thánh của Ngài, và con cái Chúa khắp mọi nơi trên thế gian này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Vào giờ này, chúng con cũng mời đón Đức Thánh Linh đến, hà hơi trên của lễ, bánh và chén, để chúng con nhận lãnh, để chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa, và chúng con kinh nghiệm tất cả mọi lời hứa mà Chúa đã dành để cho chúng con qua sự chết của Ngài, đó là sự bình an, sự tha thứ và sự chữa lành. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Anh em chị em nào đã sẵn sàng tại nhà mình thì chúng ta nhận bánh. Sau khi ăn, Chúa Giêsu cũng lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hay khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta cùng nhận lãnh. Chúng ta biết trong giai đoạn này có sự khó khăn cho con cái Chúa, cũng như bao nhiêu người trên thế gian công ăn việc làm. Nhưng mà anh em chị em nào mà chúng ta có cơ hội để dâng hiến, thì chúng ta cứ tiếp tục làm công việc đó, bằng cách quý vị có thể viết check, để tên là viết check tên hội thánh, tức là SCCOG, rồi gửi về địa chỉ ở nhà tôi cũng được, tức là 3394 đường Norwood Avenue, San Jose, California 95148. Để rồi công việc nhà Chúa chúng ta vẫn tiếp tục bình thường. Đó là điều mà khuyến khích nhắc nhở anh em chị em. Chúa ban phước cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ lại nhau trong dịp khác. Amen.